Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký quyết định thưởng bổ sung 100 triệu đồng cho vận động viên Quách Thị Lan đạt huy chương vàng tại thời điểm được chứng nhận thành tích vào ngày 6 tháng 11 năm 2019 và huấn luyện viên Lưu Văn Hùng tại giải vô địch Điền Kinh châu Á năm 2017. Theo đó, Quách Thị Lan được nhận thưởng 50 triệu đồng cho thành tích đạt huy chương vàng nội dung 400m và 4x400m tiếp sức nữ, mỗi huy chương vàng trị giá 25 triệu đồng. Huấn luyện viên Lưu Văn Hùng cũng nhận được mức thưởng tương tự vì đã có thành tích dẫn dắt Quách Thị Lan ở thời điểm đó. Tại giải vô địch Điền Kinh châu Á năm 2017 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2017 ở Ấn Độ, Quách Thị Lan về nhì nội dung 400m với thời gian 52 giây 78 sau vận động viên chủ nhà là Seoran với thành tích 52 giây 01. Còn tại nội dung 4x400m tiếp sức nữ, Quách Thị Lan cùng các đồng đội là Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Oanh giành huy chương bạc với thành tích 3 phút 33 giây 22 sau đội Ấn Độ với sự góp mặt của Seoran. Tuy nhiên năm ngoái, Seoran bị phát hiện sử dụng chất cấm. Vận động viên này bị cấm thi đấu 4 năm và mọi thành tích trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 8 năm 2018 sẽ bị hủy bỏ. Cơ quan liêm chính Điền Kinh đã chính thức công nhận thành tích đôn lên thành huy chương vàng của Quách Thị Lan và đồng đội. Tuy nhiên, Quách Thị Lan vẫn chưa được chính thức công nhận hay có các mức thưởng bổ sung cho tấm huy chương vàng 400m rào đôn lên tại ASEAN 2018 ở Indonesia sau khi đối thủ nhập tịch người Bahrain là Kemi Adekoya dương tính với chất cấm. Adekoya được trao huy chương vàng với thành tích 54 giây 48. Trong khi đó, Quách Thị Lan nhận huy chương bạc dù có thành tích cá nhân tốt nhất 55 giây 30. Hiện tại, Quách Thị Lan đang cùng với anh trai là Quách Công Lịch và các đồng đội tại tổ chạy 400m của đội tuyển Điền Kinh Quốc gia có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự giải cúp tốc độ thống nhất năm 2020 sau nửa năm tập chay mà không được thi đấu do các giải bị hoãn và hủy vì đại dịch Covid-19.